Miss Universe 2023, Bùi Quỳnh Hoa bắn tiếng Anh sở tệ vẫn vào top 15, Thái Lan gặp biến ao top 5. Xoay quanh khuôn khổ cuộc thi Miss Universe 2023, loạt thí sinh tiếp tục được chia nhóm nhỏ để tham gia các hoạt động bên lề. Theo đó, Bùi Quỳnh Hoa đã có mặt tại một sự kiện thoải mái giao lưu cùng MC. Nàng hậu tự tin giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, song phần thể hiện của cô lại khiến công chúng ngán ngẩm và than trời. Bùi Quỳnh Hoa bị phàn nàn vì sự cải thiện ngoại ngữ từ khi đăng quang Miss Universe Việt Nam đến nay vẫn khá mờ nhạt. Không những vậy, nhiều người còn tỏ ra lo lắng trước việc nàng hậu sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những câu hỏi và vòng thi phỏng vấn kín sắp tới. Trong đoạn video được ghi lại, Bùi Quỳnh Hoa còn không được khán giả quốc tế phần nào hưởng ứng. Nhiều người đã vội quay đi khi phần giao lưu của nàng hậu vẫn chưa kết thúc. Một số bình luận của netizen: mấy câu giao lưu như này mà còn trả lời không nổi, huống siêu hồ gì mấy câu trong phòng phỏng vấn kín. Siêu mẫu quốc tế gì kỳ vậy? Như đang trả bài. Sao cứ nghe nói mấy câu giống nhau? Những ngày qua, từng hoạt động của Bùi Quỳnh Hoa tại khuôn khổ Miss Universe 2023 đều được công chúng theo dõi sát sao. Từng màn xuất hiện tại các sự kiện, Bùi Quỳnh Hoa đều gây ấn tượng với sự đầu tư, chỉn chu về khoản trang phục. Nàng hậu cũng khá chịu khó trong việc thay đổi layout để gây ấn tượng với truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, khả năng nói tiếng Anh kém cộng với việc thường xuyên né ống kính của Quỳnh Hoa khiến công chúng lo ngại. Ở một diễn biến khác, mặc dù thể hiện khá nhạt nhòa, song Bùi Quỳnh Hoa vẫn được chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Theo đó, trên trang Miss Sociology vừa tung bảng xếp hạng đánh giá thí sinh của cuộc thi Miss Universe 2023 lần 3. Bảng xếp hạng lần này có sự thay đổi vị trí khá bất ngờ. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được xếp ở một vị trí trong top 15. Bảng xếp hạng đánh giá lần 3 của chuyên trang Miss Sociology dành cho đấu trưởng nhan sắc Miss Universe 2023 mang đến một bất ngờ lớn. Các thí sinh trong bảng xếp hạng lần này được đánh giá dựa trên sự xuất hiện trong những ngày đầu tiên, buổi đăng ký tên và chào sát, không bao gồm những hoạt động gần đây. Theo đó, đại diện Mexico được cho là tỏa sáng nhất, tiếp theo là đại diện của Pháp, Ấn Độ, Ba Lan và Venezuela. Đại diện Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 7. Bất ngờ là Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được xếp ở vị trí thứ 12 và đại diện Philippines không hề có tên trong top 20. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, mặc dù bị một bộ phận lớn phe sắc đẹp Việt quay lưng, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng đã chứng tỏ được khả năng của mình khi đến với đấu trường nhan sắc quốc tế. Trên trang Miss Sociology cũng hứa hẹn sẽ tung bảng xếp hạng tiếp theo vào cuối tuần này, với sự thay đổi về các vị trí còn bất ngờ hơn nữa. Sau khi các chuyên gia của họ đánh giá thí sinh trong các hoạt động của một tuần đầu tiên tại Miss Universe 2023. Trong khi đó, chuyên trang sắc đẹp Shots Factor lại cập nhật, đánh giá và xếp hạng sự thể hiện của các cô gái từ cao tới thấp. Sau 4 ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng Bùi Quỳnh Hoa đã leo thang lên top 20, hạng 16 những chiến thần có phong độ ổn định nhất ngày qua. Theo Shots Factor, 5 cô gái đang nhận được nhiều sự tin yêu của khán giả và tiềm năng cho chiếc vương miện ở mùa giải năm nay lần lượt thuộc về Venezuela, Nam Phi, Thái Lan, Puerto Rico, Colombia. Không cần biết profile của năm quốc gia này khủng cỡ nào, nhưng rõ ràng đây là năm giải Shots mạnh kinh khủng khiếp tại chiến tuyến hoàn vũ. Với thứ hạng 16 cũng là một tin vui cho Bùi Quỳnh Hoa để cô có thêm động lực bứt phá ở những ngày tiếp theo. Bộ váy trắng tinh khôi xẻ đùi cao ngút ngàn của đại diện Việt Nam diện trong ngày thứ 5 đã thu hút mọi ánh nhìn của ống kính quốc tế. Cô tự tin tạo dáng và đọ sắc với các đối thủ. Xét về thần thái hay chiều cao, Bùi Quỳnh Hoa đều không bị lép vế. Ban tổ chức cũng vừa hé lộ profile của các thí sinh tại mùa giải năm nay và họ sẽ căn cứ vào những gạch đầu dòng đó để khai thác câu chuyện của mỗi người đẹp mang đến mùa giải năm nay. Khán giả hy vọng Bùi Quỳnh Hoa sẽ thể hiện tốt tại vòng phỏng vấn kín.